Alo, đây là khu vực khu du lịch Xoài So. Đó, vừa đang quay vòng vòng ở trong đó. Giờ sắp sửa đi lên cái vô con đường rồi. Giờ đang hiện tại mình đang ở trước cổng khu du lịch Xoài So ở Chi Tông, An Giang. Cái này khu này cũng lần đầu tiên mình tới, mình chưa biết nó ra sao. Và mình khám phá cùng nhau nha. Có gì sơ sót thông cảm dùm. Bắt đầu. Trong này thì có vẻ là mát mẻ, con đường giờ là con đường nhựa rồi, không biết có thu vé không, phải chạy vô luôn đây. Cái này là hồi xưa chắc là thu vé, chạm bán vé mà bây giờ đóng cửa rồi, chắc vô miễn phí à. Đó, mình đang đi vòng vòng vô trong này. Đó, trước mặt mình là cái núi đá nó tròn bự. Đó. Ở trong này cũng có bán cơm. Nếu bạn nào mà chạy tới cái khu này đó khỏi ăn cơm ở Chi Tôn cũng được, chạy vô trong này ăn luôn cũng được. Cố lên em học sinh ơi. Không bắn. Đó, cái này là cái hồ ở đây. Đó. Một phần camera thì phải chạy, phải ngừng xe mới đi được. Cái này mình chạy vòng vòng thì sao đi được. Đây mình chạy, giờ mình chạy vòng. Chạy vòng bên kia không? Chạy vòng bên kia không? Ngược lại đi ha. Rồi mình cũng chạy vòng khu vực này, mình lần đầu tiên tới mình cũng bớ vớ. Đây đường vô. Rồi mình vẹo phải đi. Nếu mình vô là mình vẹo trái luôn, mình vòng cái hồ ở đây, đây là cái hồ. Hồ Xoài. Rồi rồi rồi. Đó, mình đến gần ở đây coi ở cái khúc này coi. Ngừng xe chỗ gần hang nhỏ đi ha, cho nó mát xe đi. Xuống xe cưng ơi. Thôi mình ngừng ở đây cho nó cho mát xe trước coi. Đó đang chạy vòng đó, đó chạy vòng 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 đó. Thôi mình ngừng đây chút xíu rồi. Hello, xin chào các bạn, đây là hồ Xoài So ở Chi Tôn. Mình với vợ mình cũng tới ghé đây, lần này cũng là lần đầu tiên.
Vì mình quay phim là đẹp hay không thì thông cảm dùm nha. Tại mình đâu không có phải là chuyên nghiệp nữa. Lần đầu tiên mình tới cái khu này. Đó, trên ngọn đó là cái nhà ở trên kia. Không biết có chạy xe lên được không. Nếu chạy xe lên được thì mình sẽ chạy lên trên đó. Trên tốt trên đó đó. Trên đó đó, tốt trên đó đó. Đó, đây này, ở đây. Nếu mà chạy lên được thì mình chạy lên đến đây. Mà cái núi này, cái đá này thì đẹp quá. Khúc này này. Đó, chỗ này là đẹp. Đó có cái đường lên ở trên đó mà không biết có lên được hay không. Mà thấy người ta chạy lên mà mình thử coi chút xíu, mình thử lên coi. Đó cái này là núi, nó kia là núi núi Tô người ta nói. Thì đây thì mình đang đứng ở hồ Xoài So, người ta nói vậy. Tên là hồ Xoài So. Mình để yên cho các bạn ngắm cảnh. Mình thấy nó cũng rất là đẹp. Nếu mà chiều trời mát thì sẽ coi như là đẹp lắm. Mà giờ này thì giờ trưa rồi thì nó nắng. Đó, cái này là cái hồ. Cái hồ bự lắm, hồ này cũng lớn lắm. Mình đứng ở phía bên này, trước mặt núi. Mình thấy cái cảnh này cũng rất là đẹp, mình quay cho anh em coi. Đó, cảnh này quá đẹp lắm. Đó, cái này là vợ mình bán xoài cảnh. Cucu, hello, hello Mashari. Đó, đó cũng là như là có cái phà hay cái gì cho khách du lịch đi vòng vòng đây, hoặc là quán nước vậy đó. Chứ để mình ghé thăm. Chúng nữa mình cũng thử chạy qua đường này coi ra sao. Cái đường này có biết là đi được hay không. Ở trên này mình thử chúng nữa sự mình thử chạy xem có được hay không, mà mình thấy người ta chạy đã dần đó. Đó. Đây là vợ. Đó, vợ mình nói bonjour. Hôm nay là đến hồ Sài Soa, suối vàng của Huyền Chi Tôn. Bật lại. Giờ. Đó vừa nãy là mình vô đường này. Vô đường đó. Nếu mà chạy thẳng ra vào đường này đó thì là đi về Chi Tôn. Giờ chung đó mình chạy vô đường này, mình chạy vào thẳng lên đây. Lên đây. Lên đây thử coi nó có cái gì. Mình đi khám phá cùng nhau nha. Đó, thấy cái núi đó không? Đó là cái núi đó là đẹp nhất trong khu này. Ở trên đỉnh nữa, mình thấy dễ thương lắm, đó, trên đó đó. Mà mấy mình lên đấy không có cái nhà trên đó, mấy căn. Rồi cái này là có cái đá bự bự. Mà giống như là trên đó có hang nữa,
có biết phải hay không mà người ta có cho vô không. Cái khu này là khu nhà của anh ta. Mình thấy cũng đẹp cái hồ lắc này cũng đẹp. Mình nói là cái lắc nhưng mà Việt Nam thì nói là cái hồ. Đó, hồ nước này trong đẹp. Nước nó trong, nó mát. Ở đây mà chiều chiều là gió thổi là mát. Gió đồng. Đó, xung quanh đó là đồng và ruộng. Là núi, trên kia cũng là núi luôn. Đó, cây thốt nốt. Đây là cây thốt nốt. Đó. Thì mình sẽ xoay từ từ. Đó, chỗ này là chỗ dạo mát, mấy em nhỏ mấy đến chơi. Thấy cũng rất là đẹp. Trời nắng thiệt nhưng mà gió mát. Gió mát. Đây vợ mình trốn nắng. Đó, cảnh này là cảnh núi Cô Tô, đúng không em? Núi Tô. Núi Tô. Đó, kia có hình đá kìa, hình đá kia đẹp quá à. Có cục đá, cục tượng đó, 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 đó. Đó. Đẹp quá. Đó, mình chờ các bạn ngắm cảnh. Nếu bạn nào được tới đây thì xem video của chúng mình này. Đó. Thì mình thấy cũng rất là đẹp. Đây là cái hồ Xoài Xo, nghe nói vậy. Tên nó là hồ Xoài Xo ở Chi Tôn. Đó. Trên đó mình nghe tiếng xe nó chạy trên đó mà không biết chạy đó hay không, mà chút xíu chắc nó mới chạy lên. Mình chạy lên thì chạy xe chạy lên đường này. Đó, chạy lên đường đó đó, đi vô đường đó đó. Dòng ra đường đó. Rồi đi như vậy. Thì có thể lên trên đó. Thì có thể lên trên đó, cái căn nhà trên đó đó.
Căn nhà mình kéo lại gần cho coi là kéo căn nhà này. Đó, cái căn nhà này. Đó, cái căn nhà đó đó. Giờ có thể lên tới trên căn nhà trên kia luôn. Cái ngói ở đó đó. Rồi giờ mình